Thì ngày hôm nay em học lại xin chào tổng thể là và cảm ơn 557 người đăng ký kênh của em. Và cảm ơn những người xem YouTube của em và ủng hộ em những ngày qua, và chúc mọi người là luôn luôn an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc. Thì ngày hôm nay em lên em học lên một cái sản phẩm của Victor. Đấy là IQ. Model là IQ. UX Q1 đấy. Và dòng này thì có cái mặt đèn hiển thị, kể cả là lúc mình không nghe, mình tắt tắt nguồn đi thì nó cũng vẫn vậy, nó cũng vẫn đi như vậy đấy. Ví dụ bây giờ em tắt nguồn này đấy, thì chỉ cũng vẫn còn cắm điện thì nó vẫn hiển thị. Ví dụ như mình không cho hát ấy, thì mình chỉ cần bật nguồn đây là nó vẫn hiển thị đấy. Thì nói chung là cái dòng này thì về phần cuối năm là năm nay cũng giống như mọi năm là hay bán được nhiều, bởi vì thứ nhất là nó nhỏ xinh, thứ hai là cái màu màu của nó trắng vàng, thứ ba nữa là cái này là các anh hay hay mua về để phòng ngủ, cũng giống như là để đi tặng, đi đi tặng cho những người mà đam mê về trưng bày, về đam mê về âm thanh và thích thích cái hình thức của nó có đèn led nó đẹp đẹp đấy. Và cái giá cả của cái này thì nó không có cao đấy, cho nên là em đi sơ qua về như vậy một chút xíu, rồi chút xíu nữa tí nữa anh em ta thưởng thức về cái chất âm nó một tí đấy. Thì về phần ngoại hình đấy, ngoại hình là ngang của cái dàn này là 43,5, cao là 20 đấy, và hậu sâu là 20, và hậu sâu của đầu là 36, và đề căng của nó đây em chưa có giặt đấy. Và đôi bát là bát 10 và sử dụng hai chét chét giấy đấy, màng màng bằng carbon mà viền cao su đấy. Thì bây giờ em test về cái chức năng ở trên đây, xong rồi em đi hậu đằng hậu sau đấy. Thì là đây là CD, cửa CD đấy. Thì về phần CD ấy, thì em là bỏ, nói chung là cái dòng này nó là dòng là con nào nó đã chạy rồi, mắt nó rất là khỏe đấy, cho nên là cái CD của em thì nó chạy sức từ lừa đấy. Em hay để theo đống như này, em không có bảo quản nó về, bởi vì em test nhạc thôi đấy, em cho vào vào thì em bật CD. Đấy, em tăng volume này. Thì bây giờ em tạm dừng. Đó. Thì em cho CD nó ra. Đấy, còn cái con này thì MD nó không ngoan. Nó đang bị chắc là dơ bẩn ở trong á. Nó không ngoan. Còn con táp này cũng như thế, cũng bị dơ bẩn. Đấy, nó vào là nó hay bị rối bong. Đấy. Còn về phần AUX. Đấy. Thì chút xíu nữa em sẽ mở. Đấy. Thì còn về phần hậu sau. Hậu đằng sau là đây. Đôi loa vuông thành sát cạnh. Đây. Thì cái dòng này, con này á, nó có cái dòng của nó thì nó rất nhiều cổng ăn chơi, nhưng con này thì không có nhiều cổng ăn chơi. Thì thứ nhất ấy, là đây là jack điện thoại em đã ghim trên kia. Thì nếu mà mình chế qua Bluetooth rời, hiện tại thì mua ở trên các mạng thì là nó sẽ có, xong đó là mình sẽ cắm vào đầu 3.5 và vào cái đó, xong rồi mình là gọi là Bluetooth rồi, xong mình vẫn cắm cái dây này vào đây. Còn đây là anten. Anten thì cái dòng này em cũng bán nhiều rồi, em chưa có rò, nhưng mà nó là Victor này thì nó hay phun FM 108. Đây, còn đây là dây nguồn. Dây nguồn thì em sẽ cắm vào điện 100 hoặc 110, em lấy từ cái ổ nát của em ra. Còn về công suất của đôi loa này là 40W và 4 ôm. 4 ôm, và công suất của bộ dàn đấy thì là 50W. 50W. Đấy. Thì còn về phần lần trước á, thì là em đã giới thiệu rồi, và hậu sâu rồi, và tình trạng rồi. Thì bây giờ em lấy cái CD ra và em bật cái nhạc.
Thì cái dòng này nó là cái tiềm năng của thằng Sony, nên là nó nói chung là nghe cũng hay. Đấy, cũng hay về vấn đề chất âm của nó cũng khá hay. Đấy, thì các bác nghe một chút xíu nhạc em thu qua bằng điện thoại thì cũng không được chỉnh âm mà cũng không được hay, cho nên là các bác thông cảm. Video rồi thì năm nay ấy, em về cái dàn này tương đối là nó nhiều đấy, thì bản thân em ấy, thì em xài thực tế rất kỹ. Ví dụ như cái dàn này mà từ giờ đến sáng mai, ví dụ như mà em có người mua mà ủng hộ mà chốt ấy, thì là em cũng cứ sẽ để em như thế này, em nghe lúc một khoảng 1 giờ 2 giờ đồng hồ và em nghe hoài vậy, nghe để em nghe thứ nhất là một em tắt máy cho nó nóng lên và nghe trong vòng 1 giờ 2 giờ em lại tắt, xong em lại nghe. Đấy. Bởi vì mới đầu đi thì nó qua ngày tháng rồi, mưa rồi nó ẩm thì em sẽ sấy, em cũng sấy qua rồi em cũng nghe để cho nó nóng máy và tắt máy rất lâu, chứ không phải là một bộ nào mà em nghe giống như thế này hoặc em bán mù hay là không, bán thợ nó khác mà bán cho người tiêu dùng khác. Đấy. Cho nên là em sẽ tắt 2 3 tiếng đồng hồ em cứ để cho cái này, em vừa lau chùi bộ khác mà lại em nghe. Em nghe thì em đăng lên các kênh của em, ví dụ như là Zalo, Facebook hay là chợ tốt, nói chung là như vậy, TikTok và tất cả các trang. Đấy thì cái này nó còn nhiều, rất chi là nhiều về cái chức năng của nó ở trên này. Đấy để anh em ta xài. Đấy thì thường thường là em xài ấy, thì em cảm giác là cái con này nó giống một cái tiềm năng của thằng Sony.
hắn là thằng hậu thằng Sony cho nên nghe rất là hay. Thì các bác nghe được một đoạn rồi cảm nhận như thế nào, và không những vậy mà lại đẹp nữa, cho nên năm nay em nhập về hơi nhiều với cái này để bán trong Tết cho mọi cho anh em là mua về để phòng ngủ hai vợ chồng, và đồng thời là các con chẳng hạn hay là con gái cũng rất thích cái dòng này, phái nữ cũng rất thích. Thứ ba là mua để đi Tết. Thì em xin cảm ơn cuối video rồi, em xin cảm ơn một lần nữa và em chúc tất cả mọi người là an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc. Em xin cảm ơn ạ.